cho 19,5 gram kẽm tác dụng với dung dịch axit sulfuric H2O4 loãng. Câu A là tính khối lượng kẽm sulfat thu được sau ẩn, tức là tính muối. Còn câu B, nếu dùng toàn bộ lượng hiro bay ra ở trên đem khử 16 gram bột CO ở nhiệt độ cao thì chất nào dư? Dư bao nhiêu gram? Nghe có câu B đi là đủ hiểu là bài toán là dư rồi, Viễn hỏi chất nào dư mà. Nha. Vậy đầu tiên là câu A là bài toán tính theo phương trình hóa học. Như vậy là chúng ta tính được số mol kẽm là 19,5 chia cho 65 là bằng 0,3. Chúng ta có kẽm tác dụng với lại H2O4 loãng. Rồi ZnO4 cộng với H2. Tính từng bước một theo phương trình hóa học. Giờ mình so sánh là mình lấy cái số mol mà trên theo phương trình hóa học. Mình chia ra hệ số của nó trong phương trình. Hệ số của nó khi cân bằng phương trình phản ứng á. Mình lấy 0,2 chia cho 1. Đúng rồi. Rồi so sánh. Rồi tính số mol muối kẽm. Vậy đầu tiên chúng ta sẽ tính số mol ZnO4 là nhân chéo về ngang. 0,3 nhân 1 chia 1 bằng 0,3 mol. Vậy khối lượng muối ZnO4 lấy số mol. Nhân M lớn là mấy cái con? M lớn là con. ZnO4 là M lớn là mấy? Là 161. 161 đúng là. Là kết quả ra mấy gam? Ra 48,3. 48,3 gam. Rồi ok. Bây giờ câu B. Lấy toàn bộ hydro ở trên là hydro sinh ra từ phản này đây, cho nên chúng ta tính tiếp số mol H2. Nhân chéo về ngang luôn. Số mol nào nhỏ hơn là hết không ạ? Tỷ lệ mol nhỏ hơn là hết. Tỷ lệ mol nhỏ hơn là hết. Còn số mol CO là mấy? Số mol CO là 0,2. Đúng rồi. 0,2. Rồi mà phương trình phản xảy ra là gì hả? Giữa CO cộng H2 ra CO cộng H2 rồi. CO cộng H2 là ra tê độ quá nghe. Không tê độ rồi. Không tê độ là bị trừ điểm đó con ơi. Tê độ viết trên quỹ tê nha. Rồi. Số mol hydro biết. Số mol CO biết. Đây là bài toán lượng dư vì biết số mol hai chất tham gia phản ứng mà. Cho nên chúng ta so sánh. Rồi, số mol hydro mấy à? Số mol hydro là 0,3. 0,3 chia hệ số của nó là mấy? Chia 1. Còn số mol CO là mấy? 0,2 chia hệ số là 1. Rồi, rõ ràng là CO nhỏ hơn đúng không? Cho nên chúng ta sẽ kết luận là CO hết, H2 dư. Rồi. Vậy thì chúng ta sẽ tính các chất theo chất gì? Theo chất hết. Đúng. Tính như cũ theo phương trình hóa học. Thì anh chàng mô mà hết thì mình tính theo anh chàng đó thôi. Rồi, hydro coi như hydro dư là mình hỏi chấm, chỗ CO là mình điền vô, 0,2 mol. Ok chưa? Rồi bây giờ tính được cái gì hả? Không gì hỏi là thì chất nào dư là mình trả lời rồi. Là hydro dư, mà dư bao nhiêu gam nữa kìa? Là lấy 0,3 trừ cho 0,2 ra 0,1. Là em phải tính cái câu đầu tiên là số mol hydro tham gia phản ứng này chứ. Số mol H2 phản ứng là nhiêu? Là tính từ phương trình ra. 0,2 nhân 1 chia 1 là 0,2 mol. Số mol H2 phản ứng là nhân chéo dây ngang là tính từ phương trình ra. Số mol H2 tính từ phương trình ra là lượng phản ứng. Đồng ý chưa? Rồi từ đó chúng ta suy ra số mol H2 dư mấy? Dư là lấy ban đầu. Lấy ban đầu là không phải mấy. Giờ mình phải tính cái số mol là mình lấy CO là mình lấy số mol của CO. Mình tính ra hydro. Thì đó là hydro tham gia phản ứng đó.
Chất nào hết thì mình tính tất cả các chất theo chất hết mà. Chất nào mà hết là mình tính tất cả các chất theo chất chất hết. Ừ. Vậy thì cái dư là mình lấy cái ban đầu của nó là 0,3 trừ 0,2 là lần. Ừ. Và chúng ta sẽ tính được là khối lượng H2 dư. Ok chưa? Mấy con? Số mol hay là H hay là khối lượng đó. Họ bác tính khối lượng mà. Khối lượng tức là còn dư có bên một. Ừ, con phải lấy số mol dư nó nhân cho mà lớn. Cho 22,4 gam sắt tác dụng với dung dịch H24 loãng chứa 24,5 gam H24. Đề còn hỏi câu A là chất nào còn thừa sau phẫu và thừa bao nhiêu gam. Câu B là dẫn khí hydro thu được vào ống đựng 16 gam Fe34 đun nóng. Sau khi phẫu xảy ra hoàn toàn thu được bao nhiêu gam chất rắn. Giờ trước khi làm câu B thì phải làm câu A trước. Đầu tiên con làm cái gì trước? Tính số 1 đáy bè với lại H2O. Ừ, số 1 đáy bè là mấy con? Là 0,4. Là 0,4 mol. Còn số mol của H2O4 là con lấy khối lượng của nó là 24,5, con chia mở lớn 94. Nhớ ghi là giải đồng hàng hay không? Nhớ ghi là giải nghe. Ghi là giải gì con? Phải ghi là giải dù số mol nó ra là số mol nó 24 là vậy đó. Ghi nữa các bạn. Không, ghi nó bị trừ điểm á. Mới lớp tốn rồi ghi bị trừ điểm đó. Rồi. Sau đó là chúng ta làm gì nha? Sau đó chúng ta làm gì nha? So sánh. Biến trình chưa? Rồi. Biến trình là tỷ lệ so sánh. Biến trình là tỷ lệ so sánh. Nhớ là ai nhỏ hơn thì người đó tỷ lệ nhỏ hơn thì chắc đó hết ngay, chứ không phải là số mol nhỏ hơn mà hết đâu người nha. Chỉ khi nào mà hệ số của chúng trong phương trình vỡ mà bằng nhau á thì chất nào nhỏ hơn chất đó mới là hết. RFA cộng H2SO4 rồi mình nhớ so sánh. So sánh là phải lập tỷ lệ. Đúng rồi con, đánh dấu. Sắt là 0,4 chia 1, còn H2O4 là 0,25 chia 1. Ai dư con? Đúng rồi, chính xác. Máy bè dư H2O4 hết. Khi đó chúng ta sẽ tính toán phương trình theo chất hết. Theo phương trình hóa học. Sắt là 1 mol, axit 1 mol, hydro 1 mol. Cô không thèm tính muối đâu nha. Đề đấu hỏi muối đâu, cô tính chi cho mày. Rồi, sắt chưa biết. Vì sắt dư mà. Sắt dư nên là lượng sắt tham gia vẫn là mình không biết. Để bắt tính chất nào dư, vậy đầu tiên chúng ta sẽ tính gì trước? Tính đầu tiên là so sánh rồi. So sánh rồi. Biết axit hết rồi. Viết chương trình ra rồi. Điền theo số mol axit rồi. Bây giờ tính cái gì? Tính cái nó lại gọi là chi? Ơi, chưa phải, số mol đáy bè phản ứng. À, số mol đáy bè. Nhân 1 chia 1.
Rồi số mua lấy 3 dư mấy? Đó là dư 0,15. Đúng rồi. Rồi, tính khối lượng lấy 3 dư luôn nha. Hỏi dư bao nhiêu gam mà? Khí 2 của cô B là mình lấy từ cô A đó. Ừ, đúng rồi. Là mình tính bằng cách là lấy số mua của 2 ở 4. Ừ, nhưng chế gì nha? Rồi bây giờ dẫn hydro thu được và ống đựng 16 gram Fe2O3 chứ. Vậy là chúng ta sẽ tính được là số mol H2. Có chứ. Con ghi để cái hydro này là hydro thu được từ phản sắp tác dụng với H2O4. Đồng ý nha. Đó. Mà hydro này lại đi tác dụng với ai? Với sắt ba oxit. Vậy làm ra. Làm gì tiếp theo không? Giờ làm gì tiếp theo hả? Đi tính số mol của Fe3O4. Rồi, xong rồi. Giờ phiếu nghiệm hóa học. Phiếu nghiệm hóa học. Và so sánh. Đúng, đúng, phiếu nghiệm hóa học xong so sánh. Rồi, cái nào hết thì tính. Tính theo chất hết. Đúng rồi. Tính theo cái tán độ. Đúng, nhớ tê độ nha. Rồi, cô xin nói con này họ hỏi chất rắn tạo thành. Chất rắn thu được là nếu như hydro dư thì cô không nói làm chi. Nhưng nếu Fe3O4 mà dư á, Fe2O3 mà dư là không nằm trong cái chất rắn thu được luôn nha. Bởi vì Fe3O4, Fe2O3 là chất rắn. Fe2O3 là chất rắn. Cho nên nếu mà nó dư là con phải cộng luôn cả cái lượng dư vô trong cái phần chất rắn thu được. Khi đó chất rắn thu được sẽ gồm sắt và Fe2O3. Bây giờ chưa biết ai dư hết, so sánh đã. Số mol sắt, số mol hydro mấy? 0,25 chia 3. Còn anh chàng đây là 0,1 chia 3. Ai nhỏ hơn ta? 0,25 chia 3. Còn thì 0,1 chia 1 chứ trời. 0,25 chia 3 và 0,1 chia 1 thì rõ ràng là 0,25 chia 3 nhỏ hơn. Cho nên cô sẽ tính được là H2 dư Fe2O3 hết. Hydro hết chứ. Anh nào nhỏ hơn nó hết chứ. Rồi. Sau khi đã biết ai dư ai hết rồi, nhớ nha, nếu Fe2O3 mà dư thì nó có mặt trong chất rắn thu được nha. Các bạn tính là toàn quen cái cộng cái Fe2O3 nữa dư vô. Đó. Rồi tính các chất theo chất hết. Rồi số mol hydro là 0,25. Số mol Fe2O3 mấy? Chưa biết. Sắt mấy? Chưa biết luôn. Cho nên từ phương trình chúng ta tính được số mol Fe2O3 phản ứng là 0,25 nhân 1 chia 3 nhân chéo chia ngang thành là 0,25 chia 3. Vậy thì số mol Fe2O3 dư là nhiêu? Con nhớ là con đừng có lấy cái quả liền nha. Vì đây chưa phải là cái quả cuối cùng. Là mình lấy con số. Là số mol của nó là 0,1 trừ 0,25 phần 3. Là bằng 1/60. Đó,
thì chúng ta tính được khối lượng ấy là hào 3 dư. Một phần 60 nhân m lớn 160. Là hero dư rồi cô. Cái bài hao bao nhiêu vậy? Tám phần ba gam. Rồi. Ngoài ra chúng ta tính số mol đáy bài nữa. Mình chéo chia ngang. Tính được khối lượng ấy ba. Hai mươi tám phần ba. Nhớ nghe, khối lượng chất rắn thu được mà nếu có ba hao ba dư là chúng ta cộng cả ba hao ba dư luôn nha. Như vậy là khối lượng chất rắn thu được của chúng ta là ai? Là gồm sắt. Mình nói còn tính khối lượng của ép hào bao giờ có chứ con, vì hắn nằm trong cái chất rắn thu được mà. Kết quả ra bằng 12 gam. Nếu như tụi con làm tròn ngay từ đầu thì kết quả sẽ không ra 12 gam đâu. Hydro mà dư là hydro nó dư nữa bay đi mất. Dạ, yeah, chứ còn Fe2O3 mà nó dư nữa nó nằm lại trong cái chất rắn thì chúng ta thu được. Cho M gam kim loại M lớn vào dung dịch H24 loãng dư thu được 6,72 lít khí hydro và dung dịch chứa 5M cộng 7,2 gam muối. 7M là cái gì con à? Bây giờ là đầu tiên con tính được cái chi? À hả? Ờ, số mol hydro mấy? Số mol hydro là 0,3. Là 6,72 chia 22,4 là bằng 0,3. Rồi. Nhớ điều kiện chuẩn mình là chia 22,4 nha. Rồi, đang nữa. Bà toàn hydro tính được số mol H24 bằng 0,3 luôn. Đúng nha. Rồi. Sau đó chúng ta sẽ bảo toàn khối lượng. Là bảo toàn khối lượng là mình có M cộng cho 0,3 nhân 98. M cộng cho 0,3 nhân 98 thì bằng cái gì? Muối là mấy? 5M cộng 7,2 cộng hydro là 0,3 nhân 2. Giải ra M mấy con? 5,4. Rồi, sau đó làm gì? Bảo toàn A. Bảo toàn A là mình có gì đây? Hóa trị kim loại là hóa trị X nhân số mol là 5,4 chia cho M lớn của M. Thì bằng số mol của hydro nhân cho 2. Vậy chúng ta tính được M lớn M bằng mấy? M lớn là bằng 9 X à? Đúng không? Bằng mấy? Cô đâu có máy tính, mấy đứa bay lấy máy tính của cô rồi. Hả? Hey. Là 27 đúng không? AL đúng nha. Đồng ý không à? Cái này là bảo toàn A thôi. Kim loại tác dụng axit là con cứ bảo toàn A thôi. Mà hóa trị kim loại chưa biết thì con đặt là ít. Đúng nha. Yeah, còn hydro thì con nhân cho 2 lên. Con rút được M lớn theo ít mà hóa trị kim loại là từ 1, 2, 3. Rõ ràng thế ở đây 3 là bằng 27 là AL chứ. Còn cái việc mà khối lượng kim loại mình chưa biết thì mình phải dùng bảo toàn khối lượng. Là kim loại cộng axit là bằng muối cộng H2 gì nữa. Mà có số mol H2 là mình bảo toàn hydro là mình có được số mol axit H24. Đúng chưa? Nhớ nha, cái dòng thứ nhì là bảo toàn khối lượng nha. Không, là con tính đi, cái này coi như là bài toán tính toán thôi.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.